Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay Kỳ Lân xin giới thiệu với các anh chị một chiếc điện thoại vô cùng hiếm và độc đáo. Đó là chiếc Mobiado. Chiếc máy này thì được Kỳ Lân đúc vàng hồng phần hai bên hông máy và một phần phía sau, kết hợp với lại một lớp kính tạo cho chiếc máy thêm sáng bóng và tinh tế hơn. Phần phím bên dưới được làm từ đá sapphire, mỗi lần chạm phím thì anh chị sẽ cảm nhận được một sự êm ái rất tuyệt đối. Em sẽ mở nguồn chiếc máy này lên để mình cùng nghe một âm thanh rất là quen thuộc. Chiếc máy này vô cùng gọn nhẹ. Anh chị nào muốn sở hữu ngay chiếc máy này thì hãy liên hệ với hotline của Kỳ Lân 0901 247 247 hoặc đến trực tiếp showroom của Kỳ Lân đi ạ. À.